Blackpink thu về 78,5 triệu USD chỉ trong 26 đêm diễn. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, Blackpink vừa lập kỷ lục, trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất mọi thời đại. Cụ thể, dữ liệu từ Touring Data cho biết, tour diễn toàn thế giới Blackpink của Blackpink đã có khoảng 366.000 vé được bán ra. Trong 26 đêm diễn đầu tiên, thu về lợi nhuận khổng lồ đạt mức 78,5 triệu USD, hơn 1.800 tỷ đồng. Doanh thu riêng mỗi show trung bình là hơn 3 triệu USD, hơn 70 tỷ đồng, trung bình mỗi show bán được hơn 14.000 vé. Giá mỗi vé xem show vào khoảng 215 USD, hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là doanh thu được ghi nhận trong 26 trên tổng số 61 show vòng quanh thế giới của nhóm nhạc nữ đỉnh đám này. Chuyến lưu diễn toàn cầu Blackpink của Blackpink bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 tại Seoul, Hàn Quốc và dự kiến kết thúc vào cuối năm nay. Bốn cô gái tài năng nhà EG Entertainment sẽ biểu diễn ở cả châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Theo lịch trình dự kiến, nhóm nhạc sẽ biểu diễn tại Singapore, Thái Lan vào tháng 5, tại Australia vào tháng 6, tại Mỹ vào tháng 8. Dự kiến doanh thu từ chuyến lưu diễn của Blackpink sẽ còn tăng cao hơn nữa khi họ biểu diễn tại các thành phố lớn trên thế giới. Trước đó, Blackpink làm nên lịch sử với sân khấu 125.000 khán giả tại Coachella 2023. Đêm diễn ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nghệ sĩ gây chú ý nhất lịch sử, biểu tượng âm nhạc, huyền thoại sống là những lời khen có cánh dành cho nhóm nhạc này.